Một cậu bé đang ngắm mưa, mưa rất lạ rơi từ dưới lên trên, lại nhìn lên trên cao nữa, phía trên đám mây lại có một ngọn núi quay ngược. Đây là một thế giới đặc biệt, hai mặt của thế giới đối lập với nhau. Mặt bên trên đèn xe tấp nập vô cùng phồn hoa, còn bên dưới thì u ám, nghèo đói. Nam chính của chúng ta Adam sinh ra ở thế giới bên dưới, cậu là đứa trẻ mồ côi, sống với cô từ nhỏ, có lúc cậu phải đi lên núi hái thuốc giúp cô. Cậu luôn âm thầm nhìn về phía trên. Hôm nay, lần đầu tiên Adam nhìn thấy người ở thế giới phía trên là một cô gái. Thường thường thì người ở thế giới bên trên sẽ vô cùng khinh thường người ở bên dưới, nhưng cô gái này là ngoại lệ. Cô làm bạn với anh, sau đó phát triển thành tình yêu. Lúc hẹn hò, Adam sẽ dùng một cái dây thừng kéo Eden xuống. Eden dựa vào vách đá, tránh lực hút của thế giới bên trên. Hôn Adam, Adam còn để cho cô ngồi lên vai mình, nắm chặt tay cô. Lợi dụng lực hút của hai thế giới, bọn họ có thể nhảy lên rất cao. Nhưng hôm nay khi bọn họ đang chơi đùa vui vẻ thì có sự cố ập đến. Đột nhiên có tiếng súng, có người đến bắt bọn họ. Hóa ra, người ở thế giới trên không thể yêu đương với người ở bên dưới. Adam vội vã trở lại đỉnh núi đưa Eden quay về. Nhưng bọn họ đã bị phát hiện, đám thợ săn nổ súng nhằm vào bọn họ. Adam bị trúng đạn, liền thả tay khỏi sợi dây thừng. Eden rơi xuống, ngực đập mạnh xuống đất, máu chảy nhiều vô kể. Adam bị bắt giữ, bị phán phạm tội rồi bị đưa đi cải tạo, rời xa người thân. Nhiều năm sau, cậu bé năm nào đã trưởng thành, trở thành một nhà khoa học. Anh đang nghiên cứu một loại thuốc có thể khống chế trọng lực. Mục đích nghiên cứu của anh chính là để tìm ra cô gái năm nào. Đúng vậy, Adam vẫn không quên Eden. Anh luôn muốn đi lên thế giới bên trên để tìm cô. May mắn thay, sự kiên trì của anh không phải là vô vọng. Một hôm, anh đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc. Anh quay đầu lại nhìn, trong TV xuất hiện một cô gái. Adam vô cùng vui sướng, bởi vì anh biết chắc rằng cô gái trong TV này chính là cô gái năm ấy. Hơn 10 năm trôi qua, anh cuối cùng cũng tìm được manh mối về cô. Anh biết được rằng Eden hiện đang đi làm ở một công ty hàng đầu thế giới. Công ty này có một tòa nhà gắn liền giữa hai thế giới, chỉ tuyển người giỏi. May mắn thay, công ty rất có hứng thú với nghiên cứu phản trọng lực của Adam nên đã chọn anh vào làm. Adam bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Anh đi đến tòa lầu nối giữa hai thế giới, đi thang máy đến một tầng ở giữa, bắt đầu công việc. Đây là ngày đầu Adam đi làm. Vừa mở cửa ra, một thế giới lộn ngược xuất hiện trước mắt anh. Anh vô cùng ngạc nhiên, đây là điểm giao dịch của thế giới. Người dân của thế giới bên trên và bên dưới đều đến đây làm việc. Thoạt nhìn thì không hợp, nhưng lại cùng nhau hợp tác. Có người ở thế giới trên chỉ đường cho Adam. Anh đi gặp quản lý. Quản lý nói quy định của công ty, không được đem bất cứ đồ vật gì của thế giới trên xuống thế giới dưới. Vì vậy mỗi ngày tan làm đều có người phụ trách tra người. Nếu phát hiện mang đồ về, lập tức bị đuổi việc. Quản lý nói ông ta tin rằng Adam không phải người như vậy. Nhưng mục đích Adam vào công ty này là lấy được đồ vật của thế giới trên. Công ty sắp xếp cho anh công việc nghiên cứu mỏ sắt. Mỏ sắt ở thế giới bên trên chịu sự khống chế của trọng lực, bỏ tay ra là sẽ rơi xuống, giống như bóng bay vậy. Adam mỗi ngày đều phân sắt thành hai phần, một phần dùng để nghiên cứu, một phần còn lại giấu ở một góc trong công ty. Adam cứ như vậy mỗi ngày giữ lại một ít sắt ở thế giới trên. Anh còn làm quen với một nhân viên ở thế giới trên thích sưu tầm tem, hứa sẽ mang tem ở thế giới dưới cho anh, giới dưới cho anh ta để cảm ơn. Anh nhận được một bộ vest sang trọng từ nhân viên kia. Mãi đến một ngày anh cho rằng thời cơ đã chín muồi, anh bắt đầu kế hoạch của mình. Anh lén lút dùng điện thoại của nhân viên thế giới trên, dùng danh nghĩa của người khác gọi điện hẹn lịch, nói có chuyện cần tìm Eden. Sau đó, anh đi đến nơi giấu sắt, nhét từng miếng sắt vào trong quần áo. Khi lượng sắt đạt đến một trọng lượng nhất định, Adam bắt anh dùng sắt để đóng giả thành người của thế giới trên. Nhưng khi anh đang vui vẻ sửa soạn chuẩn bị đi gặp Eden, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động. Adam giật mình, không cẩn thận làm vỡ gương. Người bên ngoài tưởng là có trộm liền muốn tiến vào. Adam vội vã nấp đi, mới miễn cưỡng trốn được. Anh đi men theo đường ống, đi đến thế giới bên trên rồi ấn thang máy lên tầng 7. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô gái mà anh nhớ mong bao lâu nay. Nhưng cảnh mà anh tưởng tượng hai người gặp lại không xuất hiện. Anh phát hiện ra Eden không nhận ra anh. Khi anh đang nghi hoặc vô cùng, thì đồng nghiệp bên cạnh nói cô ấy không nhớ ra anh, vì cô ấy từng mất trí nhớ. Hóa ra hôm ấy, khi Eden ngã từ trên cao xuống, não bị chấn thương, mất đi ký ức trước đó. Lúc đầu Adam còn không tin, nhưng khi anh kể chuyện ngày trước với Eden, cô chẳng nhớ gì cả. Adam còn muốn nói gì đó, nhưng anh đột nhiên cảm thấy không ổn. Anh chạy vào nhà vệ sinh, cởi áo ra, không ngừng vẩy nước vào trong áo. Hóa ra, khi vật từ hai thế giới tiếp xúc với nhau, thì sẽ hình thành phản ứng mạnh, sản sinh ra nhiệt độ cao. Ban nãy Adam bị nhiệt độ cao thiêu đốt nên mới phải vội vàng rời đi. Sau đó anh muốn đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, người đàn ông này muốn đi vệ sinh, nhưng anh quên mất mình đến từ thế giới bên dưới. Anh vội vã nhịn xuống, nhưng đã không kịp nữa rồi. May là Adam phản ứng nhanh, mới có thể thoát được. Ở bên này, từ khi gặp Adam, Eden cảm giác rất quý mến anh. Cô rất muốn gặp lại anh thêm một lần nữa. Thế là cô nhấc điện thoại lên gọi cho Adam, tìm cớ hẹn Adam đi ăn cơm. Đương nhiên là Adam đồng ý. Một lần nữa, anh lại đến thế giới bên trên. Không giống với thế giới bên dưới nghèo nàn, cuộc sống ở thế giới bên trên giàu có phồn hoa. Khắp nơi là cáp treo nối mọi nơi với nhau. Adam ngồi cáp treo đi đến một nhà hàng ven biển. Eden đã ngồi ở đó đợi anh.
hai người dường như quay về ngày trước, nói chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Adam bắt đầu cảm thấy cái nóng. Nhưng anh không nỡ rời đi, cứ nhịn xuống. Khi anh tiện Eden về, giày của anh đã bị cái nóng thiêu cháy bắt đầu bốc khói. Anh vội vàng nhảy xuống nước. Tình yêu có khởi sắc, công việc cũng thuận lợi. Nghiên cứu của Adam có tiến triển lớn, còn được biểu diễn ở tầng cao. Nhưng Adam không ngờ rằng Eden cũng đến dự. Cô lập tức nhận ra Adam. Thân phận mà Adam vẫn luôn đóng giả đã bị bại lộ. Eden không thể chấp nhận được liền lập tức rời đi. Adam vội vã thay quần áo đuổi theo. Nhưng thân phận của anh đã bị bại lộ. Rất nhanh đã có cảnh sát đến bắt. Vì trốn khỏi sát, anh làm mất dấu Eden. Không còn đường lui. Anh đến nhà nhân viên thế giới trên mà anh quen. Lúc này anh này đã từ chức khỏi công ty. Anh này cho Adam ở lại, còn giúp Adam sửa quần áo thành loại cách nhiệt không dễ cháy. Tiếp đó, Adam lại đến nhà hàng đó lần nữa, muốn gặp Eden để giải thích. Nhưng Eden nhìn thấy anh, không tức giận mà còn chủ động cầm tay anh. Hóa ra, hôm đó Eden biết được thân phận của Adam, chịu phải đả kích lớn. Ký ức đã mất bỗng ùa về. Cuối cùng cô cũng nhớ lại chuyện giữa hai người. Nhưng hai người còn chưa kịp hàn huyên thì cảnh sát đã tìm đến. Adam hẹn Eden lần sau gặp lại ở nơi cũ rồi chạy mất. Sau đó, hai người gặp lại ở đỉnh núi. Đây là nơi hai người từng hẹn hò. Sau đó là cảnh quay đẹp nhất mà tôi từng xem. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau đang ôm nhau. Trọng lực làm hai người bay lên. Hai người hôn nhau, dường như là hôn đến tận cùng của thời gian. Nhưng nguyện vọng của hai người không thành hiện thực. Bọn thợ săn lại tìm đến rồi. Adam cởi bỏ bộ quần áo sắt trên người, sau đó ôm Eden nhảy xuống dưới để tránh đạn. Nhưng lúc bọn họ sắp trốn thành công thì một viên đạn bắn trúng vào dây thừng. Eden sắp không giữ được nữa rồi. Nhưng cô không chịu buông tay. Adam biết rằng nếu cô không buông tay, hai người đều phải chết. Thế là anh chủ động thả tay ra rơi xuống dưới. Eden bị đưa về. Cô buồn bã rất lâu, tưởng rằng Adam đã chết rồi. Mãi đến một ngày, trên bàn nhà cô xuất hiện hai cốc nước kỳ lạ. Hóa ra hôm đó Adam rơi xuống trúng vào cây, không chết. Không chỉ vậy, anh nhân viên thế giới trên còn tốt bụng giúp Adam cải tiến thuốc. Điều chế ra thuốc có thể vĩnh viễn thay đổi trọng lực. Eden uống thuốc, thành công thay đổi trọng lực. Hai người gặp lại nhau ở khách sạn. Cuối cùng bọn họ cũng phá bỏ được sự ngăn cản giữa hai thế giới, sống bên nhau mãi mãi. Khi người ta tìm kiếm tình yêu đích thực, thế giới luôn mang đến nhiều sự ngăn cản. Nhưng những sự ngăn cản này mới khiến cho tình yêu càng khắc cốt ghi tâm hơn.